S-Class chạy điện 2025 hoàn toàn mới của Mercedes-Benz giới thiệu ý tưởng dẫn động mang tính cách mạng, bao gồm 4 động cơ điện được điều khiển riêng đặt gần các bánh xe. Thiết lập đột phá này đánh dấu chiếc xe được sản xuất hàng loạt đầu tiên của tập đoàn Mercedes-Benz sử dụng công nghệ dẫn động từng bánh, được tích hợp vào khung thang. Hai động cơ được đặt ở mỗi trục, với các nửa trục ngắn dẫn động chúng. Cấu hình này cho phép các động cơ điện phía sau được bắt vít trực tiếp vào khung xe. Mỗi động cơ tự hào có công suất cực đại là 108 m mã lực, đạt đến tổng công suất tối đa ấn tượng là 432 m mã lực, đi kèm với tổng moment xoắn cực đại là 1.160 N. Hoạt động hài hòa với SOE và hệ thống điều khiển hệ thống truyền động trung tâm, moment xoắn được phân phối chính xác đến các bánh xe nơi cần được kéo nhất, đảm bảo hiệu suất tối ưu trong mọi điều kiện lái xe. Hệ thống truyền động cải tiến giúp Mercedes-Benz 580 hoàn toàn mới với công nghệ S tăng tốc từ 100 km/h chỉ trong 4,7 GA và đạt tốc độ tối đa giới hạn điện tử là 180 km/h. Nhờ công nghệ tích hợp moment xoắn, chiếc xe địa hình chạy hoàn toàn bằng điện này thể hiện sức kéo vượt trội và khả năng kiểm soát đặc biệt, đặc biệt là trên những con đường dốc và những đường mòn. Moment xoắn tiên tiến thay thế khóa vi sai cơ học truyền thống trên thùng gas chạy điện hoàn toàn, cho phép khóa vi sai ảo. Hệ thống phức tạp này cho phép phân phối moment xoắn chính xác đến từng bánh xe, đảm bảo được bám đường thay đổi ổn định tối ưu trên nhiều địa hình khác nhau bằng cách cung cấp moment xoắn chính xác ở nơi cần thiết trong vòng một phần. Gas chạy điện duy trì quỹ đạo tự tin cả lên dốc và xuống dốc, ngay cả trong những điều kiện địa hình khắc nghiệt. Với viên pin lithium dồn cao điện áp được tích hợp vào thân bình, gas điện toàn bộ cung cấp một hành trình kéo dài hơn so với các mẫu xe trước đó. Dung lượng sử dụng của pin là 116 Ah, cung cấp đủ năng lượng cho một hành trình lên đến 473 km theo tiêu chuẩn Goree. Mặc dù là xe điện, Class 580 vẫn giữ được khả năng vượt địa hình huyền thoại của mình. Hệ thống truyền động điện kết hợp với các tính năng như điều khiển bánh xe cá nhân và phân phối moment xoắn, đảm bảo hiệu suất vượt trội trên địa hình đường đèo, giúp tiến vào bề mặt trung chuyển. Class điện toàn bộ được trang bị công nghệ và tính năng tiên tiến nhất, bao gồm hệ thống giải trí MABS, đèn pha LED điều chỉnh, hệ thống hỗ trợ lái và các tính năng tùy chọn như Keyless Go, giá đựng cốc điều chỉnh nhiệt độ và hệ thống âm thanh vòm Burmester 3D. Bên ngoài, Class điện toàn bộ vẫn giữ được diện mạo bình thường của mình trong khi tích hợp các yếu tố thiết kế của thế mạnh nội điện. Những yếu tố này bao gồm khối tản nhiệt và khối tiết bên trong, một cánh cửa mái nhẹ nhàng nâng lên, radio không khí ở phần đường của bánh xe sau và một hộp thiết kế ở phía sau để cải thiện tính năng. Pin điện áp cao đóng vai trò là trái tim của mỗi xe điện và trên dòng Class chạy điện hoàn toàn, nó đại diện cho đỉnh cao của sự hưởng thụ. Với thiết kế lithium dùng 2 tầng với 216 tế bào được sắp xếp thành 12 mét ôm và 3 góc tôn bằng. Hệ thống pin tiên tiến này được tích hợp khéo léo vào khung thang chắc chắn, được chế tạo từ thép dày tới 4mm. Sự tích hợp này không chỉ đảm bảo trọng tâm thấp mà còn tăng cường đáng kể độ ổn tâm lý của xe, khiến nó đặc biệt phù hợp cho những chuyến phiêu lưu địa hình hoặc các xe. Với công suất sử dụng 116 Ah, bộ pin giúp Mercedes-Benz 580 hoàn toàn mới với công nghệ E có thể đạt được quãng đường ấn tượng lên tới 473 km theo tiêu chuẩn Goree. Tính linh hoạt trong sạc là đặc điểm nổi bật của nhà máy điện này, có khả năng sạc cả dòng điện xoay chiều AC và dòng điện một chiều DC. Bộ sạc tích hợp có thể xử lý công suất sạc AC lên tới 11 Ah, trong khi hệ thống sạc nhanh DC tích hợp có công suất ấn tượng lên tới 200 Ah, cho phép thời gian sạc từ 10 đến 80% trạng thái sạc sau trong khoảng 32 phút. Class chạy điện hoàn toàn mới cung cấp 3 chương trình sạc riêng biệt tiêu chuẩn của cơ quan hoặc tại nhà, cho phép người dùng điều chỉnh các thông số như thời gian khởi hành, kiểm soát khí hậu và mức sạc tối đa theo sự thích. Hệ thống thậm chí còn tự động kích hoạt chương trình nhà hoặc cơ quan dựa trên vị trí của xe, đảm bảo trải nghiệm sạc liên mạch. Hơn nữa, khả năng phục hồi năng lượng trong suốt hành trình được tối đa hóa thông qua hệ thống phục hồi kẻ cứu, chuyển đổi động năng thành năng lượng điện trong quá trình xuống dốc và phanh. Người lái xe có thể tự điều chỉnh mức độ phục hồi bằng cách sử dụng lẫy chuyển số trên vô lăng, cung cấp nhiều tùy chọn từ xuống dốc tự do đến giảm tốc tối đa trong quá trình xuống dốc. An toàn và khả năng bảo vệ là ưu tiên hàng đầu ở vườn Class chạy điện. Với khái niệm bảo vệ điện áp cao nhiều giai đoạn được thiết kế để ngăn ngừa điện giật và đoạn mạch, lớp bảo vệ gầm xe đặc biệt được chế tạo từ hỗn hợp vật liệu thông minh bao gồm carbon, bảo vệ pin và các bộ phận quan trọng khỏi bị tổn hại vật lý trong những chuyến du ngoạn địa hình. Hơn nữa, các tính năng nâng cao như trợ lý ESO và điều hướng với trí thông minh điện tử sẽ nâng cao trải nghiệm lái xe, tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và lập kế hoạch lộ trình với các điểm dừng sạc để đảm bảo hành trình liền mạch.